Sáng nay ngày 21 tháng 12 năm 2022, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ekiet, huyện Chư Mờ Ga sau kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Hờ Lim Nie, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Ekiet đã kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk các vấn đề về điện, đường, giao thông nông thôn, thủy lợi, quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, công tác quản lý bảo vệ rừng, an ninh nông thôn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc tại các cơ sở y tế. Cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp và làm mới các tuyến đường giao thông bị hư hỏng xuống cấp, quan tâm tăng thêm phụ cấp cho cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ đoàn thể ở các thôn buôn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Ekiet, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thu giải trình và thông tin một số nội dung vấn đề cử tri quan tâm, đề nghị các cơ quan đơn vị và địa phương xem xét giải đáp, làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.